Ly 67, 1, 2, 6, 7. 1, 2, 6, 7, 1, 2, 6, 7. 2, 6, 7, 1, 2, 6, 7, 2, 6, 7. 2, 6, 7. Hiện tại mình vừa sửa xong một sản phẩm vang số H10 2 media, em này thì bị lỗi mất nguồn nhá. Mất nguồn là một trong những cái bản bệnh đặc trưng, bản bệnh truyền kiếp của dòng vang H10 này. Thì cái máy này chúng ta nhìn thoạt qua này, và cái ruột như thế này, nó giống 99%, 90% là giống với cái dòng vang DBA Scoutic S500, S500 Pro, S500 Plus đấy. Chung cái hiển thị giao diện và chung thiết kế main. Thì cái bệnh đặc trưng như này sẽ là mất nguồn. Cái thứ hai là những cái trường hợp sôi, rè, nghẹt, lên nguồn bình thường nhưng mất tiếng. Đó. Toàn bộ công nghệ dòng này mình đang nắm bắt đầy đủ, như là các cái linh phụ kiện thay thế luôn luôn có sẵn, nên là máy lỗi mình tiếp nhận về sửa chữa rất là nhanh mọi người nha. Mọi thông tin chi tiết về tư vấn hỗ trợ kỹ thuật sửa chữa các lỗi liên quan đến cái dòng vang H10 2 media này thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với mình theo hai số máy, đó là 0979 486089 hoặc là 0868 59964 để gặp trực tiếp của Việt. Những ai yêu quý kênh thì hãy nhớ là đăng ký kênh để theo dõi kênh nha. Mình sẽ cố gắng cập nhật liên tục các video về sửa chữa lỗi, các lỗi liên quan đến cái dòng vàng này lên kênh cho mọi người cùng tham khảo nhé. Đấy. Cái tránh bản quyền mình test qua rồi. YouTube tránh bản quyền rất là kinh mọi người. Hey, 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 hey,